Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 5. Tuần hôm nay chúng ta sẽ làm là tuần 15. Đường tập trung, tỷ số phần trăm, giải toán về tỷ số phần trăm. Bài số 1 tính. Trong này là có cái dấu mặt thì chúng ta phải làm trong cái mặt trước, rồi sau đó ta chia, rồi ta cộng cái này. Hai cái này chúng ta sẽ trừ nhau. 8 ta trừ cho 4 còn lại là 4 phải 6 trừ 6 là bằng 0, 5 là trừ 4 là còn 1, 2 là trừ cho 1 và còn lại là 1, là chia cho 48 cộng 9 phải 7. Rồi hai này chúng ta chia nhau, rồi chia nhau thì chúng ta sẽ được là 2,3, ta cộng với lại là 9,7. 3 ra cộng 7 bằng 10, viết không thể nhớ 1, vậy là bằng 10, 12. Bài B chúng ta cũng làm ra có mặt này trước. 4,32 ta chia cho hai cái này, chúng ta cộng nhau, cộng nhau thì chúng ta sẽ được là 2,4, rồi ta nhân cho 1,5. Rồi hai cái này chúng ta chia nhau, 4,32 này ta chia cho 2,4, rồi ta chia ra thì chúng ta sẽ được là 1,8, ta nhân cho 1,5 bằng 2,7. Bài tìm x thì chúng ta nhân cái này trước, được không? Chúng ta ghi lại này, 0,8 bằng 1,2 ta nhân cho 4,5 bằng là 5,4. Đây là cái dấu nhân. Dấu nhân thì cái này là một cái thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích ta chia thừa số đã biết. Tích ta chia cho thừa số đã biết là 0,8 x bằng 6,7015. Bài này thì chúng ta chia này trước, 45,54 chia cho x bằng 18 chia cho 5 bằng 3,6. Đây là dấu chia, thì đây là số bị chia, này là số chia và đây là thư. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia ta chia cho thư x bằng 12,6015. Chúng ta qua bài số 3. Biết 36 lít dầu cân nặng là 27 kg, một can chứa dầu cân nặng tất cả là 10,5 kg, hỏi trong can đó chứa bao nhiêu lít dầu, biết rằng can rỗng cân nặng là 1,5 kg. Như vậy chúng ta xem là cái đề này. Bây giờ 36 lít dầu mà cân nặng là 27 kg. Như vậy là trong này có không có liên quan gì đến thùng, đến can gì hết. Giờ ta lấy là 27 ta chia 36, chúng ta xem là một lít dầu là nặng là bao nhiêu kg. Rồi tiếp theo ngay chỗ này thì người ta nói là một can chứa dầu là cân nặng tất cả, có nghĩa là trong này là vừa có dầu và người ta cho là cái khối lượng của cái can này là nó là 1,5 kg. Ta lấy cái này ta trừ cho cái khối lượng của can thì ra thực tế cái số lít dầu. Và số lít dầu thì chúng ta sẽ chia cho cái nãy chúng ta sẽ tính 1 lít nữa là bao nhiêu kg á thì sẽ ra. Rồi bước đầu tiên thì chúng ta đi tính cái 1 lít dầu cân nặng là 1 lít dầu cân nặng là 27 ta chia cho 30 16 thì bằng là 0,7015 kg. Rồi chúng ta đi tính cái khối lượng dầu thực tế có trong can. Trong can là khối lượng dầu
thực tế có trong can là, ta lấy cái này ta trừ cho cái can nè, tại vì cái đây là vừa dầu và vừa can, khối lượng can ta trừ, cái này ta trừ này thì cho 1,5, 10,5 này ta trừ cho 1,5 vậy là bằng là 9 kg. 9 kg thì ta lấy cái này ta chia cho cái số này thì ra số lít nè. Số lít dầu chứa trong can, là ta lấy 9 này ta chia cho mỗi lít là 0,75 à, 0,75 bằng 12 lít dầu đáp số 12 lít dầu chúng ta tiếp tục qua bài số 4. Viết theo mẫu 70/200 nè. Như vậy thì chúng ta sẽ đơn giản đi, chúng ta sẽ chia đi cho 2, cho 2 để cho nó còn lại là 100 nè. Ở dưới ta chia 2, ở trên chúng ta cũng chia 2, ở trên chia 2 là còn là 35 nè. Như vậy cái dưới là 100 này nó sẽ tương ứng với lại dấu phần trăm, có nghĩa là 1/100 này thì nó sẽ bằng với lại cái dấu phần trăm đó. Tương tự chúng ta làm này, cái này chúng ta sẽ đưa về 100 được. Cái này là cái mẫu này đưa về 100, chúng ta có phải là chúng ta sẽ chia cho 3 không? Chia cho 3 vậy là bằng 100. Vậy ở dưới chia 3 thì ở trên chúng ta cũng phải là chia 3, 57 là chia cho 3, ở trên chia 3 thì chúng ta sẽ được là 19 và cái này là bằng 19%. Cái này 400 này chúng ta sẽ đưa về 100, chúng ta sẽ chia cho 4, chia 4 thì bằng 100. Ở dưới chia 4 thì trên chúng ta có chia 4, 24 là chia 4 là bằng là 6, như là bằng là 6%. Rồi câu C này chúng ta sẽ chia cho 5 được không? Chia 5 này chúng ta sẽ được là 100. Còn ở trên 12 ta chia cho 5 là chúng ta sẽ được là 2,4, và cái này là 2,4%. Bài này thì chúng ta sẽ chia 6, như vậy là cái 600 này chúng ta sẽ chia cho 6 thì chúng ta sẽ được là bằng 100. Như vậy ở dưới chia 6 thì trên chúng ta cũng chia cho 6, như vậy là 750 mà chia 6 là được là 120/15, vậy là 120/15%. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 5, đúng thì ghi D, sai thì ghi 0,8 bằng 8%. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy nè, 0,8 ha. Ta nhân cho 100, rồi ta chia cho 100, có nghĩa là ta nhân cho 100/100. Hai cái này chúng ta sẽ nhân nhau. Nhân nhau là chúng ta sẽ được là bao nhiêu? Được là 80. Còn 100 này chúng ta ghi lại thì cái này sẽ tương ứng là 80%. Giờ đây 8% là sai. Đây 80% này đúng nè. Rồi cái bài dưới này cũng vậy, ta lấy là 0,012, ta nhân cho 100, rồi dưới là 100. Cái này chúng ta nhân vào cho 100 thì cái dấu phải nó sẽ chuyển vào đây, nó chuyển vào đây thì chúng ta sẽ được là 1,2. Còn cái phần cái 100 ở dưới này chúng ta giữ nguyên, vậy là bằng bao nhiêu? Bằng là 1,2%. Và cái này là sai, cái này là đúng.
Bài số 6 tính. Hai này chúng ta có dấu phần trăm rồi, chúng ta chỉ việc là cộng hai cái này lại với nhau thôi, được không? Cộng lại rồi chúng ta ghi dấu phần trăm. 5 cộng 5 bằng 10, không dưới 1. 5 ta cộng với lại là 4 là 9, 9 1 10 không dưới 0 dưới 1. Nên là bằng là 100. Dấu phần trăm chúng ta ghi lại. Câu B 100 ta trừ ra 35,7 thì chúng ta sẽ được là 64,3%. Rồi cái này chúng ta nhân cho 5, 23,4 ta nhân cho 5 bằng là 117%. Rồi cái này 12,3 ta chia cho 4 bằng là 3,0775, này là phần trăm. Bài số tiếp theo, bài số 7. Một người bỏ ra 450.000 đồng tiền vốn để mua một cây quạt. Người đó đã bán cây quạt với giá là 486.000 đồng. Hỏi người đó lãi bao nhiêu phần trăm tiền vốn? Như vậy ta lấy cái số tiền này, cái số tiền này là vừa lãi và vừa vốn trong này. Ta trừ cho cái số ban đầu này thì chúng ta sẽ ra cái tiền lãi nè. Rồi ta lấy cái tiền lãi ta chia cho cái này thì ra cái phần trăm. Số tiền lãi là 486.000. Ta trừ cho 450.000 bằng 36.000. Rồi ta lấy cái này ta chia cho con số số tiền vốn này. Phần trăm lãi so với vốn là 36.000, ta chia cho 450.000 bằng 0,08. Bằng cái này chúng ta sẽ nhân cho 100 đúng không? Nhân 100 lên là bằng là 8%. Đáp số là 8%. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 8. Theo kế hoạch đội sản xuất trồng 15 hecta rừng trong 1 năm. Câu A, nửa năm đầu đội đã trồng được là 7,8 hecta rừng. Hỏi trong nửa năm đầu đội đã thực hiện là bao nhiêu phần trăm so với kế hoạch cả năm. Câu B, đến hết năm đội đã trồng được tất cả là 16,8 hecta rừng. Hỏi đội đó đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm và vượt mức kế hoạch là bao nhiêu phần trăm. Rồi chúng ta xem lại cái đề này. Bây giờ kế hoạch thì là trồng là 15 hecta rừng trong 1 năm. Nhưng mà bây giờ là câu A thì người ta phải nói là nửa năm đầu thì trồng được là 7,8 hecta rừng. Tiếp theo người ta hỏi là nửa năm đầu thì thực hiện là bao nhiêu phần trăm kế hoạch. Ta lấy cái này ta chia cho cái kế hoạch. Câu A. Hỏi nửa năm đầu đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm so với kế hoạch cả năm. Phần trăm đã thực hiện so với kế hoạch cả năm là 7,8
ta chia cho 10, 15 bằng 0,52, vậy là bằng là 52%. Tiếp theo câu B, đánh hết năm này đội đã thực hiện là tất cả là 16,8 hectare rừng, được không? Vậy là hỏi thì đội đã thực hiện được là bao nhiêu phần trăm sau cả năm? Ta lấy số này ta chia cho cả năm. Câu B, phần bao nhiêu phần trăm? Phần trăm thực hiện so với kế hoạch cả năm là 16 này phải 8 này, ta chia cho kế hoạch là có 15 thôi, bằng đây là 1,12, bằng như vậy chúng ta sẽ được là 112%, vậy là vượt kế hoạch. Nếu như chúng ta sẽ trồng tới là 15 hecta thôi thì chúng ta sẽ được là 100%, nhưng mà vượt lên chúng ta sẽ tới là 112. Người ta lấy 112 ra trừ cho 100% thì ra là cái mức vượt so với kế hoạch. Tiếp theo là phần trăm vượt kế hoạch cả năm là, ta lấy là 112%, ta trừ cho 100%, như bằng là 12%, như là vượt kế hoạch là 12%. Đáp số câu A là 52%. Câu B chúng ta sẽ có là đáp số 2 ý. Thứ nhất là 120% và 12%. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi về kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy này cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn cái đường link của blog, trong blog thầy dạy rất nhiều các đặc sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.